Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix lỗi của cái máy Datamax i4212E về cái lỗi là máy nó không hiểu giấy. Nó cứ báo lỗi là lỗi giấy Media Supply. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái lỗi này ở trên máy. Đầu tiên các bạn vào menu của máy. Rồi tiếp theo. Để fix giấy thì các bạn vào Media Setting nha. Rồi nhấn Enter này, để vào này. Ok. Rồi tiếp theo các bạn di chuyển xuống. Di chuyển xuống Sensor Calic. Mục Sensor Calibration nhá. Enter vào. Rồi, vào Perform Calibration này. Enter vào đây để fix lỗi giấy. Rồi, các bạn bấm Z nhá. Để nó hỏi người ta hỏi mình chọn Z. Rồi. Đầu tiên mình làm theo hướng dẫn trên này. Nó báo là Remove Label. Thì mình sẽ tháo giấy ra. Đây. Các bạn bỏ giấy hẳn ra luôn nha. Bỏ hẳn giấy ra. Rồi đóng lại xuống nha. Rồi. Tiếp theo các bạn bấm EC. Rồi. Làm theo hướng dẫn nha các bạn. Tiếp theo là Scan Basking. Rồi. Thì mình sẽ lúc mà nói máy báo vậy mình sẽ tháo cái này ra. Mình chỉ tháo cho các bạn tháo ra. Chỉ bỏ một lớp đế ở đây thôi. Đây các bạn tháo ra nha. Mình chỉ cần chỉ giấy điều này để giấy thôi. Rồi gắn vào. Đây này, các bạn lưu ý đây là có một con sensor con mắt của nó này. Các bạn nhớ là cho cái này vào này. Đây có con mắt của nó nha. Các bạn cho cái vùng giấy đi qua con mắt này, vùng mình đã lột giấy á. Đóng lại xuống. Rồi, tiếp theo các bạn nhấn nút ESC. Scan paper thì các bạn bỏ giấy vào. Rồi các bạn kéo giấy, kéo vị trí mặt giấy nè, các bạn nhìn mặt giấy đi qua vị trí của con cảm biến. Rồi nó lên xuống. Rồi. Ok, vậy là quá trình mình calibrate giấy bằng tay đã hoàn thành. Đây là cái bước calibrate giấy bằng tay nha các bạn. Thường máy nó sẽ calibrate giấy tự động. Mà còn nếu trường hợp mà không hiểu thì mình phải calibrate giấy bằng tay. Thì mình làm theo cách này. Ok, để mình xích giấy cho các bạn xem nha. Rồi nhấn xích. Đó, giấy chạy ra. Ok. Đó, giấy chạy ra từng tờ này. Chạy ra đúng gáp này. Để cho mình dễ xé này. Đó các bạn thấy không? Vậy là máy đã hiểu giấy. Đây là cái quá trình giấy calibrate giấy bằng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật của máy Datamax i4212E, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Vạn Vật để được hỗ trợ.